Vậy thì hôm nay là cái bão nên là chúng tôi cũng ở nhà, thì xin được cái review là để chia sẻ một cái tác phẩm từ bàn tay của người nông dân là trồng cái ra cái sản phẩm, và nó có tính đột biến nhưng mà rất là đẹp thế này. Tôi cũng lưu lại để làm kỷ niệm, tại vì cái tác phẩm này không phải là từ tự nhiên, có thể là bằng kỹ thuật mình là làm được. Cái này là đột biến, hoàn toàn đột biến. Đây là cái quả xoài Đài Loan đỏ mà bà con thường hay hỏi tôi trong những ngày hôm nay đó. Thì cái xoài Đài Loan á, nó có Đài Loan xanh và Đài Loan đỏ. Thì Đài Loan xanh thì bà con vấn đề là ra bông lấy nhị rồi nọ thì bà con đã thành rồi, nhưng mà xoài Đài Loan đỏ này thì nó rất là khó, nó tương đối là dễ, nó hoa hoa nó rất là mạnh, sung lực dài. Tuy nhiên thì lại tính gì cái tính sung của nó, mà vấn đề kỹ thuật lấy nhị của nó là rất là khó khăn. Nó với sàn xoài Thái là khó nhất trong tất cả các loại xoài. Và kèm thứ ba nữa là cái xoài Úc, thứ tư nữa là mới tới xoài Đài Loan, thứ năm là xoài Chu. Đó là những cái loại mà khó cái lấy nhị đầu trái. Thì đây là cái quả xoài ha, nhiều nhiều nhiều, nhiều gốc cạnh ha. Đây thì cái này là do chỗ của anh Lộc ở tại cái nông trường sông Hậu ha, nông trường sông Hậu thì anh tặng, và cũng được sự nhượng lại của anh Bằng, anh Bằng và một người em tên là Toàn đã mang về để tới trong phòng của mình. Thì đây là điều rất là quý. Tuy nhiên thì do thời gian là nó đã chín, mình không có dám tác động gì hết, không vú luôn, nhưng mà nó hôm nay đã chín và bây giờ nó rất là thơm, thơm nồng nàn luôn, và vết thâm trên da nó đã có rồi. Cho nên là hôm nay quyết định là phải review để lưu lại cái đoạn phim cũng như là để chia sẻ với bà con. Giờ phải bắt buộc phải cắt cái này rồi. Rồi thì đây là cái tác phẩm của những người nông dân cần cù và chịu thương chịu khó thì đã tặng cho tôi, thì tôi rất là trân quý cái tác phẩm này. Nhưng tuy nhiên thì cái này nó không thể nào là tồn tại mãi với thời gian, ngoại trừ là những cái đoạn clip hoặc là cái những hình ảnh, thì tôi sẽ lưu lại những hình ảnh này ha. Thì đây là cái tác phẩm rất đẹp, và giờ đã chín rồi, đã thơm, rất là thơm ha. Và khi được nhận về thì tôi gắn logo của công ty lên, logo Goldfield, với phương châm lắng nghe và chia sẻ, và để một lần nữa quý vị có thể coi trực diện về cái tác phẩm này. Hai rất là đồng đều ha, hai cái ngoéo rất là đều, rất là đẹp, nó cân đối. Và cái này thì năm nay là năm chuột, đầy gian nan vất vả, nhưng hy vọng là một cái năm mới là năm con trâu, thì với cái sừng của nó là mạnh khỏe lực lưỡng như này. Và nếu bên này mình vẽ qua tiết lên giống như cái đầu đây nữa thì rất là đẹp nha. Và đây mình làm cái đuôi. Rất tiếc là tôi không phải là một nghệ nhân vẽ nên là không thực hiện được ý tưởng này ha. Rất là đẹp, rất là thô, thì tôi sẽ gọt cái này để quý vị xem ha. Bây giờ trước mắt tôi sẽ lấy cái này ra để làm cái phần tinh đập giữ lại ha, để gọt kiểu này ngược hơn với mọi người ha. Ủa, nó tươm mật nè. Anh thợ quay anh có thấy rõ không anh thợ quay? Rõ. Đây ha, tôi sẽ gọt kiểu khác như mọi người. Để thì mục đích là lấy lại cái thớt này. Đây là cái thớt này. Đó. À, cha 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 cha. Rồi. Thua. Đây là chỉ còn lại là hình ảnh tác phẩm thôi. Anh lại hư rồi. Ha, rồi thôi, để lại.